Đối lập Syria đòi phó tổng thống tham dự đàm phán tin từ Cairo. Chủ tịch Ahmed Jaber của Liên minh Quốc gia Syria đòi phó tổng thống Farouk al-Sarraj cầm đầu phái đoàn thương thuyết của chính phủ, nói rằng phái đoàn của chính phủ al-Assad hiện giờ không phải là một phái đoàn có đủ uy tín. Ông Ahmed Jaber đã đưa ra đòi hỏi sau khi gặp Ngoại trưởng Ai Cập Nabi Fahmy. Cả đối lập và chính phủ Syria đều tuyên bố họ sẽ quay lại bàn đàm phán ở Geneva vào ngày 10 tháng 2. Hai bên đã đối thoại trực tiếp lần đầu tiên trong đầu tháng này ở Geneva sau gần 3 năm chiến tranh và cuộc đàm phán này coi như thất bại. Hai bên không đồng ý được điều gì. Ông Jaber lên án phái đoàn chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad không đáng tin tưởng, đều là những kẻ nói dối. Trong lúc họ tới Geneva cho phòng đàm phán thứ nhì, thì vẫn tuyên bố đang suy nghĩ kỹ có tiếp tục đàm phán hay không. Đối lập đòi những người có thể tin cậy được như Phó Tổng thống Farouk al-Sarraj cầm đầu phái đoàn phía chính phủ. Vòng đàm phán thứ nhất, Ngoại trưởng Walid al-Mualem là người cầm đầu phái đoàn chính phủ. Qua cuộc đàm phán này, hai bên đồng ý lấy Hiệp ước Quốc tế năm 2012 làm căn bản đàm phán. Nhưng phái đoàn đối lập đòi đàm phán về chính phủ chuyển tiếp, còn phái đoàn chính phủ đòi thảo luận về chủ nghĩa khủng bố.